non cao xương chân qua bao đời, nay biển dòng mau thấm trùng khơi, để hôm nay để bao người được sống trong tự do. Tự do, tự do. Đây, mời quý vị theo dõi quyển sách Ngàn giọt lệ rơi của tác giả Dung Cro, Đặng Mỹ Dung. Chương 7. Trở về Cần Thơ, chúng tôi lại ở chung với ông bà ngoại và dì Bảy. Người lớn trong gia đình, phụ má tôi lo tính công việc làm ăn để nuôi một bầy con, bầy cháu phá gạo. Chị em tôi ví như chim sổ lồng khi được sống gần bà con thân thuộc. Má mướn một chị giữ Hòa Bình và Minh Tâm, còn tôi, Hải Vân, Anh Quốc, mở ngoặc con cậu Tư Diệp, rong chơi từ đất của ông bà ngoại tới vườn của các ông Mười, ông Út, em của bà ngoại. Hai ông là em ruột của bà ngoại tôi. Được về lại Ban Thạch, chúng tôi như chim về rừng, tha hồ bay nhảy, tha hồ phá phách. Chúng tôi không một chút nào luyến tiếc Sài Gòn. Ruộng đồng, vườn tược mới là nơi chúng tôi dẫy dùng ngang dọc suốt ngày. Chúng tôi hết đi vớt cá thia thia ở mấy con rạch, lại đi bắt ong, bắt bướm. Ban đêm thì bắt đom đóm bỏ vô chai. Chúng tôi thường đi kiếm mấy cái tàu dừa khô đã rủ xuống đất để đánh đu từ bờ mương này qua bờ bên kia. Con của ông Út chỉ có một người 16 tuổi là lớn hơn chúng tôi, còn những người kia đều nhỏ hơn chúng tôi 3-4 tuổi. Vì vai vế chúng tôi phải kêu bằng dì, bằng cậu, nhưng vẫn chơi trò lớn hiếp nhỏ. Tôi, Anh Quốc, Hải Vân đánh đu cho mấy tàu dừa gần đứt mới nhường cho mấy dì, mấy cậu. Dì cậu đung đưa qua lại chỉ được mấy lần là tàu dừa đứt luôn. Họ lọt xuống mương, ướt như chuột lột. Anh em tụi tôi cười lăn cười bò dưới đất. Dù tinh nghịch phá phách như vậy, chúng tôi vẫn còn là con nít. Về nhà còn kể lại cho chị Yvonne nghe thành tích nghịch ngợm ấy. Chị liền mét dì Bảy. Cả ba đứa chúng tôi đều bị ăn đòn. Cái tội chánh là vai cháu mà không biết kính nể nhường nhịn người trên. Dì Bảy còn dọa treo chân chúng tôi lên nóc nhà. Dì dọa như vậy đã nhiều lần nhưng chưa ai bị hình phạt đó hết. Cả ba đứa chúng tôi đều biết lỗi, chỉ có mấy dì và cậu, con nhỏ của ông Út là chưa. Mỗi lần xuống sông, họ phải ôm cây chuối lội lõm bõm ở chỗ nước cạn. Tụi tôi lại âm mưu với nhau để chọc phá mấy người đó. Anh Quốc lội lại gần hai dì Nghĩa, dì Lý và cậu Cư, lúc đó mới 6-7 tuổi, chỉ cách cho họ mau biết lội là nên cho chuồn chuồn cắn rúng dài 3 lần. Hải Vân và tôi tình nguyện đi bắt chuồn chuồn. Ba chị em dì theo chúng tôi lên bờ, vạch rúng cho chuồn chuồn cắn. Cũng đau lắm nhưng mấy người ham cho mau biết lội nên ráng chịu đựng. Thấy họ nhăn mặt vì đau, bọn quỷ sứ chúng tôi chạy vô bồ lúa ôm bụng cười lăn cười lóc. Sau 2-3 lần cho chuồn chuồn cắn trúng, họ cũng vẫn chưa biết lỗi. Ông Út biết chuyện liền cho kêu bọn tôi tới la cho một trận tơi bời. Dì Bảy là người biết thưởng phạt công minh, tội nhẹ dì rầy và bắt xin lỗi rồi bắt chúng tôi hứa không tái phạm. Tội nặng dì mới dùng roi giọt, nhưng dì không bao giờ có sẵn roi trong nhà. Dì bắt đứa có lỗi, sắp ăn đòn, phải ra bụi mây, ở ranh đất, róc một cây roi. Chúng tôi mà là chỉ lựa cây mây non, đánh ít đau hơn mây già. Chúng tôi luôn luôn tìm cách câu giờ, vừa róc roi thật chậm chạp, vừa tìm cách báo động cho bà ngoại biết. Bà ngoại không bao giờ muốn đánh đòn đám cháu, nên sẵn sàng can thiệp để chúng tôi được tha. Nể bà, dì Bảy phải tha.
Đôi khi nếu tội nặng quá vì nhất quyết phải trừng phạt chúng tôi, thì bà ngoại nói, vậy thì mày đánh tao đi, đừng có đánh cháu tao. Đến nước đó thì dì Bảy phải nhượng bộ. Ông ngoại thì không bao giờ can thiệp vào việc dì Bảy răn dạy chúng tôi. Tuy vậy, không bao giờ ông đánh các cháu. Trong gia đình tôi, cháu trai hay cháu gái đều được thương yêu, đối xử ngang nhau. Riêng đám con nít chúng tôi lại có ý cưng chiều hai người con trai là anh Quốc và Hải Vân. Chị Thuận và tôi sẵn sàng nhận tội thế cho họ. Đã vậy, chúng tôi không bắt họ làm việc nhiều. Con gái tiếp tay nhau rửa chén và quét nhà. Có một lần tôi đề nghị với anh Quốc, khi chúng tôi xách cây roi mây về để bị đòn, là tụi tôi nên bó lá chuối cho đỡ đau. Anh phì cười mà nói rằng, người ta phải lấy mo bó đít mới đỡ đau. Tôi cãi lại rằng, nếu xài mo, lúc roi đánh lên đít nó kêu cái bột, dì Bảy sẽ biết liền, thì lãnh thêm một tội nữa. Anh Quốc đành nghe lời tôi. Hai anh em tôi rọc lá chuối bó đít, nhưng làm sao qua mặt dì Bảy được. Chỉ mới quất một roi là dì khám phá ra mưu gian của cháu dì. Dì ngạc nhiên đến phát khóc vì cháu của dì ma quỷ quá, dám lừa dối cả dì. Hai anh em tôi ra sau hè cười lăn cười lộn, nhưng lần đó cũng là lần chót mà chúng tôi làm cho dì khóc. Tôi yêu tuổi thơ vì tình ruột thịt họ hàng đầm thắm, vì những trò chơi thú vị lành mạnh quê mùa, vì những bờ tre cao vút bao quanh làng mạc, vì hàng đậu đũa sa bông trắng nõn thơm ngào ngạt. Tuổi thơ là cái bếp lửa hồng của dì Bảy tôi luôn luôn nóng hổi, vì đám cháu của dì ăn như tầm ăn lên. Dì làm bánh tét, bánh ú, bánh lá dừa. Ban đêm, dì nấu tấm heo ngoài sân, thì đám con nít đòi ăn bánh phồng, dì nướng bánh phồng. Tôi không quên một loại cỏ tên là cỏ cước heo. Dù có tên xấu như vậy, nó lại nở ra cái bông màu xanh lá cây, chung quanh màu vàng. Tụi tôi thấy mợ Bích Lan được bà ngoại cho một đôi bông cẩm thạch viền vàng, cũng giống như bông cỏ cước heo. Tôi còn nhỏ nên bà chưa cho đeo bông, nhưng đã xỏ lỗ tai rồi. Tôi và chị Thuận tự trang điểm bằng bông của cỏ cước heo, đôi này héo lại có đôi khác thế vô. Hai bên bờ đê thì một bên là ruộng lúa xanh rì, một bên là đầm sen. Anh em tôi tha hồ hái gương sen để ăn hột. Mỗi lần hái sen, chị Thảo cũng đem bông về cho bà ngoại chưng trên bàn thờ. Tôi yêu nước tôi vì tôi biết một cách thâm thúy những hy sinh cao cả của những người chống Pháp, trong đó có cậu Năm Sắc của tôi. Cậu bị bệnh lao ở trong tù, rồi khi được tự do thì bệnh đã quá nặng, không sao cứu chữa được nữa. Cậu chết, bỏ lại bầy con thơ cho ông bà ngoại tôi nuôi. Trong khi đó, mợ Năm vẫn miệt mài theo kháng chiến. Tôi yêu mảnh đất của ông bà tôi, vì nơi đây bà con bên ngoại của tôi đã lần lượt theo nhau đi vào lòng đất. Trong đó có cậu Út Thế. Tôi thường nghe má tôi kể về cậu Út. Cậu học giỏi, đẹp trai. Cậu tôi hiếu thảo, hiền lành, luôn luôn làm vui lòng cha mẹ và các anh chị trong nhà. Vì vậy, khi cậu mất đi, cả nhà ai cũng thương tiếc. Mấy chục năm dài, ngày nào bà ngoại cũng ra thăm mộ cậu. Lúc chưa có chúng tôi về, bà đi một mình thăm mộ cậu. Khi đám con nít về, chiều nào cũng có một hai đứa cháu đi theo bà. Sau ngày Cộng sản xâm chiếm miền Nam, nghĩa trang quân đội Biên Hòa bị phá bỏ, mộ của em Hải Vân tôi phải chuyển về Ban Thạch nằm dưới chân ông ngoại và cậu Út Thế. Tôi thương người Việt vì tôi nhớ hoài cảnh chạy giặc, cảnh lính Tây bắt người dân quê trói như trói heo đem ra chợ bán. Tôi yêu người Việt vì trong đó có ba tôi, người đàn ông chỉ biết có gia đình và lấy gia đình làm sức mạnh,
để bảo vệ đất nước. Mùa hè qua, chúng tôi sửa soạn cho niên học mới, thì má tôi mua được một căn nhà ở gần sân banh trên đường Lý Thái Tổ, Cần Thơ. Ở đây phố xá tấp nập, dân cư đông đúc, nhưng không ồn ào náo nhiệt như Sài Gòn. Hai dãy phố từ sân banh xuống cầu Tham Tướng, nhà nào cũng đẹp. Trước sân, nhiều nhà có trồng cây ăn trái, lại có nhà trồng kiểng. Cũng có những nhà đặt bàn thờ ông Thiên ở trước cửa. Tôi thương khu phố thanh tịnh này lắm. Nếu có đi xa, tôi vẫn nhớ hoài hàng cây trứng cá bên kia đường và mấy cây chùm ruột trước tiệm hàng xén. Mỗi lần tôi qua tiệm hàng xén, thế nào tôi cũng hái một nắm chùm ruột. Trái thì chua, trái thì chát, nhưng tôi cũng ăn từ bên này qua bên kia đường. Nhà chúng tôi ở là tiệm mai của má tôi. Bây giờ má tôi phải nuôi thêm mấy cháu, vì trường làng đã hết lớp cho mấy chị con của cậu Tư và cậu Năm. Đó là các chị Thảo, Thuận, Yvonne và anh Quốc. Đám con nít chúng tôi ở với má từ thứ hai tới thứ sáu. Chiều thứ sáu về Ban Thạch, đến chiều Chủ nhật, mợ Bích Lan và chị Hoàng Mai cũng ra ở chung để học mai. Tiệm chưa chính thức khai trương mà đã có thêm 6 người xin học mai. Má tôi vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa dạy học, vừa mai vá cho khách hàng, bận rộn suốt ngày. Nhưng bà hài lòng lắm, vì đây chính là bước đầu để tạo an cư lạc nghiệp. Có đêm mọi người đã đi ngủ hết, một mình má ngồi cắt sẵn quần áo mẫu để ngày mai dạy học trò. Tôi nghe bà hát nho nhỏ: "Ngày trở về, anh bước lê trên quãng đường đê, đến bên lũy tre nắng vàng hoa, những rau trứng hè cười đón người về. Mẹ lần mò ra trước ao, năm áo người xưa, ngỡ trong giấc mơ, tiếc rằng ta đôi mắt đã lòa vì quá đời chờ. Tiếc rằng ta đôi mắt đã lòa vì quá đời chờ." Lần nào hát đến đây, má tôi cũng nghẹn lời, rồi không hát tiếp được nữa. Tôi cắn môi để dằn tiếng khóc vào sâu trong trái tim thổn thức của mình. Trong bưng, người ta loan truyền rằng những người đi tập kết có chương trình nhắn tin từ ngoài Bắc về cho vợ con còn ở lại miền Nam. Má tôi, mợ Bích Lan và chị Hoàng Mai hùng tiền mua một cái radio. Đêm khuya thanh vắng, năm người gồm có má tôi, mợ Bích Lan và các chị Thảo, Yvonne, Hoàng Mai dụm lại lén nghe radio phát đi từ Hà Nội, xem có nhận được tin tức gì của ba tôi và các cậu, các anh không. Tuyệt nhiên không. Vậy mà người trong khu quả quyết đã nghe ba tôi nhắn tin về cho gia đình cả mấy chục lần. Họ khuyên chúng tôi ráng kiên nhẫn đón nghe mỗi đêm. Đã vậy, họ còn khoe là đã nghe được tiếng người thân của họ. Thậm chí họ còn khen tiếng dĩ cầm của anh Khôi rất điêu luyện, anh đàn để tặng Hải Vân và tôi. Vào thời buổi đó, nghe đài phát thanh Hà Nội là phạm pháp. Nhưng nghe được tiếng nói của người thân nơi xa xôi là một điều rất quyến rũ cho những gia đình có người đi tập kết. Mỗi lần lén nghe đài Hà Nội, má tôi cắt một người đứng canh ở bên cửa sổ. Nếu thấy xe công an, phải lập tức báo động. Một đêm, khi đám con nít chúng tôi đã ngủ yên, bỗng có người đập cả cửa trước lẫn cửa sau. Hết cả nhà hoảng hốt choàng tỉnh dậy. Mấy ông công an ào vô. Trong cảnh hỗn loạn đó, tôi không biết
có tất cả bao nhiêu người. Họ tịch thu cái radio rồi đưa cho má tôi và mợ Bích Lan mỗi người một tờ giấy mời lên bót công an sáng hôm sau. Khi má tôi và mợ Bích Lan đi rồi, chị em chúng tôi chờ đợi ở nhà trong lo sợ. Nhưng chỉ một lát sau, hai người trở về tươi cười cho biết công an chỉ tịch thu cái radio và bắt hứa sẽ không lén nghe đài Hà Nội nữa. Chỉ mấy ngày sau, mấy bà lại hùng tiền mua một cái radio khác. Rồi đêm này qua đêm khác, mọi người chờ đợi nghe lời nhắn tin từ Hà Nội. Cuối cùng chỉ là nỗi thất vọng e chè. Nhiều đêm sau khi chương trình chấm dứt, má tôi tức giận nói: "Uổng công tao quá, lần này là lần chót, tao không có làm mọi cho cái radio mắc dịch này nữa đâu." Nhưng đêm sau, khi mọi người xúm quanh cái radio, má tôi cũng chen vô ngồi với họ. Mắt bà nhắm, tay bà kề sát máy phát thanh, chờ nghe tiếng nói của chồng con mình. Má tôi than với ông ngoại là tại sao ai cũng nghe ba tôi nhắn tin về, còn má tôi lại không nghe được. Ông giải thích: "Tụi nó là đồ lưu manh, một mặt bắt con nuôi hy vọng, một mặt thì cho con nghe nó tuyên truyền." Từ đó má tôi mới thôi không nghe lén đài phát thanh Hà Nội nữa. 20 năm sau, tôi mới biết ông ngoại tôi là người nhìn xa thấy rộng, hiểu thấu tâm địa của Cộng sản. Khi chúng tôi gặp lại ba tôi ở London vào năm 1977, má tôi nhắc lại những chuyện vui buồn trong khoảng thời gian xa cách ấy. Chúng tôi mới vỡ lẽ ra rằng từ năm 1954 đến năm 1960, ba tôi vẫn còn ở trong miền Nam để vận động và tổ chức cho mặt trận giải phóng miền Nam thành hình. Năm 1961, khi được bầu vào Trung ương Đảng, ông mới ra Bắc. Làm sao một đứa trẻ mới lên 9, lên 10 như tôi có thể hiểu được những mang trá gian manh của Cộng sản, của chánh trị? Tuổi thơ của chúng tôi gánh chịu tất cả những ảnh hưởng của sự mang trá, lừa bịp đó. Rồi mai đây đất nước ta tự do, ta sẽ hát em nghe những câu hò, kể em nghe một thời gian khó, người bỏ mang mình trên biển khơi. Người ra đi tìm sóng cuối chân trời, người lặng lẽ sông kiếp nổi trôi, sông im hơi, sông mỏi mòn trên chính quê hương mình. Rồi mai đây đất nước ta tự do, ta sẽ hát nhau nghe những câu hò, kể nhau nghe một đời gian khó, người vì người xây đắp núi sông. Dù trong gai cây đắng không sờn lòng, dù bạo quyền đàn áp với cùng gông, vẫn hiên ngang, vẫn quật cường sống chết cho Việt Nam. Việt Nam ôi hai tiếng yêu, ta luôn khắc ghi trong lòng từ ngày thơ. Việt Nam ôi tổ quốc yên ngang, qua bao chiến tranh bao tàn, người dân Nam nuôi chí hùng bảo vệ giang sơn. Rồi mai đây đất nước ta tự do, ta sẽ dắt nhau thăm những núi đồi, từ thịt xương bao người nằm xuống để thành hình đất nước xinh tươi. Mây non cao sương chất qua bao đời, ngày biển rộng màu thắm trùng khơi, để hôm nay
để bao người được sống trong tự do. Rồi mai đây đất nước ta tự do, ta sẽ hát em nghe những câu hò, kể em nghe một thời gian khó, người bỏ mang mình trên biển khơi. Người ra đi tìm sóng cuối chân trời, người lặng lẽ sông kiếp nổi trôi, sông im hơi, sông mòi mòn trên chính quê hương mình. Rồi mai đây đất nước ta tự do, ta sẽ hát nhau nghe những câu hò, kể nhau nghe một đời gian khó, người vì người xây đắp núi sông. Dù trong gai cây đắng không sờn lòng, dù bạo quyền đàn áp với thùng gông, vẫn hiên ngang, vẫn quật cường sống chết cho Việt Nam. Việt Nam mỗi hai tiếng thiêng liêng, ta luôn khắc ghi trong lòng từ ngày thơ. Việt Nam mỗi tổ quốc hiền ngang, qua bao chiến tranh bao tàn, người dân Nam nỗi chí hùng bảo vệ giang sơn. Rồi mai đây đất nước ta tự do, ta sẽ dắt nhau thăm những núi đồi, từ thịt xương bao người nằm xuống để thành hình đất nước xinh tươi. Này non cao xương chất qua bao đời, này biển rộng mau thấm trùng khơi, để hôm nay để bao người được sống trong tự do.